nhắc như vậy bởi vì là bạn này hát ở thành phố nhiều quá rồi, không người ta đơ, người ta không có cười nữa, bạn ngại cho nên là bạn muốn mọi người vô tay thật là lớn nếu như bạn ấy hát giống. Yeah. Xin mọi người cùng nghe Đào Vĩnh Hưng. Hát buổi nào hoa kiếm thân thương để một mai phương hình hai lớn rời. Ôi ca ước buổi phần nghề mặt trời xóa một kiếm giống trời. Hát buổi nào hoa kiếm thân thương tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi tuyệt vời. Tiếng vọng nào có nhiều con người. Bài nào có xin tôi một phút. Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Trăng trăng như vơi lao ở trên cao rừng này. Cho trăm năm mà bao che cho bài nào có xin làm trường. Mặt trời nằm soi sáng tương lai, xây nên thành đời. Xin ngước mắt mọi người, từ ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào là sao xa cây, từ vùng sâu nghe lời mời đang dậy. Với cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ trong mây. Xin mời mọi người cùng xem bản Việt. Vấn đề là xem. Thank you.
dưới nó. Mặt trời nó bị bác Sơn bác bắt rồi bác đang nghe kìa. Ghê quá. Thì ra hát bài này hát như vậy làm Sơn giận. Đàn ông. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, đôi tình yêu xoay mang thành đá cùi. Xin muốn mặt cùi mùa, từ ngày qua mọi ngóng tim thôi.